Chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thi, đến từ tổ chức đào tạo Smart Trend. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể các anh chị đang tham dự chương trình hội thảo với chủ đề Cơ hội nghề nghiệp kế toán tài chính với văn bằng kế toán công chứng Anh Quốc ACCA. Và sau đây, để hiểu rõ hơn về chương trình học và thi lấy văn bằng kế toán công chứng Anh Quốc ACCA tại Smart Trend, tôi xin mời phần trình bày của chị Phạm Mai Phương, trưởng phòng tư vấn đào tạo và tại tổ chức đào tạo Smart Trend. Xin mời chị. Xin cảm ơn MC, xin chào. Xin cảm ơn MC, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng đã nghe phần chia sẻ của hai diễn giả. Và như vậy thì chúng ta đã đều, các chị và các em sinh viên ở đây cũng đã tìm được cho mình câu trả lời cho cái câu hỏi là vì sao chúng ta cần phải học ACCA, đúng không ạ? Và liệu ACCA có phù hợp với mình hay không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng để tìm câu trả lời cho cái câu hỏi tiếp theo, đó là học ACCA như thế nào và ở đâu. Đến thời điểm này, nếu mà các anh chị vẫn còn đang ngồi ở đây và đang theo dõi webinar của chúng tôi thì như vậy có nghĩa là các anh chị đã tìm được câu trả lời có cho hai câu hỏi đầu tiên rồi, đúng không ạ? Là chúng ta đều đang rất là muốn theo học và để lấy chứng chỉ học ACCA. Cái câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được đó là học ACCA thì mất bao nhiêu lâu và cái lộ trình học nó như thế nào? Thì thực ra thì sẽ không có một cái lộ trình nào chuẩn cho áp dụng được cho tất cả mọi người, bởi vì là mỗi một người sẽ có những cái background khác nhau. Người thì có thể mạnh ở môn này hơn, nhưng người thì cũng có thể mạnh ở môn khác hơn. Vì thế mà lộ trình học sẽ rất là khác nhau và cũng phụ thuộc vào là cái thời điểm mà mình học khi nào. Như quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thấy là lộ trình học tốt nhất là đầu từ khi còn là sinh viên. Nhưng mà đâu có phải là ai cũng sẽ có điều kiện để mình có thể theo đuổi học được là sinh viên, đúng không ạ? Nếu như bây giờ những người đang xem, đang theo dõi webinar của chúng tôi mà thì như thế, đây là một thời điểm rất là gọi là thích hợp để các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu theo học rồi. Nhưng nếu các anh chị hiện tại đã có thể là tốt nghiệp rồi và đã đang đi làm rồi thì cái lộ trình học này vẫn có thể áp dụng được cho tất cả các anh chị. Như chúng ta đã biết thì ACCA chúng ta sẽ có 3 cái level khác nhau, và để được cấp văn bằng ACCA thì phải trải qua 13 môn học. Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng phải học đủ 13 môn này, mà các bạn đều đã biết là ACCA thì có cái chính sách mà là miễn giảm môn học cho các bạn, tùy thuộc xem là các bạn tốt nghiệp trường nào và chuyên ngành gì. Chính vì thế mà tôi cũng có nói là lộ trình học của mọi người khác nhau. Cái lộ trình mà Smart Train thường hay hỗ trợ cho các bạn thì đó thì thông thường thì mọi người sẽ bắt đầu học với cấp độ kiến thức từ những cái môn cơ bản ban đầu là F2, F3. Có rất là nhiều bạn đã được miễn theo chính sách của ACCA là được miễn 4 môn là từ F1 cho đến F4. Tuy nhiên thì các bạn vẫn muốn đăng ký học lại F2, F3 bởi vì đó sẽ là các môn nền tảng cho cái cấp độ kỹ năng ứng dụng mà các bạn sẽ học sau này. Sau khi học xong F2, F3 thì các bạn có thể tiếp tục tiến hành hơn. Như sau khi học xong F2 thì các bạn thấy các bạn đã có những cái kiến thức và là một phần mà chúng ta đã học trong cái chương trình học thử với thầy Trung vừa rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể học lên những cái môn F cao hơn. Và bây giờ thì tôi thấy là các em sinh viên cũng rất là tham vọng và các bạn cũng hoàn toàn có đủ khả năng và năng lực để hoàn thành tất cả các môn F trong thời gian các bạn là sinh viên. Cũng rất là nhiều trường đại học hiện tại cũng đang lồng ghép các chương trình học ACCA vào trong chương trình đại học của mình rồi. Thì như thế là sau khi tốt nghiệp đại học thì các bạn đã hoàn toàn học xong các môn F. Thì đấy sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn. Bởi vì chúng ta cũng nghe đến rất là nhiều cái quyền lợi dành cho các bạn học viên của ACCA rồi. Các môn về ở cấp độ kỹ năng ứng dụng thì các bạn hoàn toàn có thể học các môn F7, F8 và F6 để phục vụ cho cái kỳ thi vào kỳ thi internship của các bạn. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục nâng cao với các môn F5 và F9. Nhưng mà thực ra thì đây là thứ tự các môn học mà chúng tôi có thể là áp dụng cho số đông của tất cả mọi người, và nhấn mạnh lại là cái này thì cũng có thể là không phù hợp với một số bạn hoặc là một số các anh chị đã có kinh nghiệm rồi. Ở đây thì các bạn, các anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy là cái số giờ học mà Smart Train cũng đã có recommend, gợi ý là tối thiểu là phải bằng này giờ học ở trên lớp để có thể học được hết những cái nội dung chính ở trong chương trình học. Và tất nhiên là các anh chị và các bạn cũng cần phải có thời gian tự học thêm nữa.
Sau khi hoàn thành xong các môn ép thì sẽ là đến các môn về ở cấp độ chiến lược, các môn P. Các môn P thì chúng ta sẽ cần phải học 4 môn P đúng không ạ? Trong đó có hai môn bắt buộc là SBA và SBL. Thì đây cũng là hai môn mà chúng tôi khuyên là các bạn nên học đầu tiên, bắt đầu ở cấp độ P. Sau đó thì tùy vào cái background của mình và tùy vào cái công việc mà các anh chị và các bạn đang làm thì chúng ta cũng có thể học lựa chọn hai trong số 4 môn P. Thì mình có thể học AFM. Còn nếu các anh chị đang làm ở mảng kiểm toán độc lập hoặc là tư vấn thuế thì mình cũng có thể học các môn về tax hoặc là các môn về audit. Thì cái này là phụ thuộc và hỗ trợ rất là nhiều trong công việc của các anh chị để mình có thể lựa chọn đúng môn. Và làm thế nào để biết được là cái môn học nào sẽ là môn học phù hợp với mình thì Phương cũng như là tất cả các bạn tư vấn ở trong ở Smart Train cũng sẽ rất là sẵn lòng lắng nghe tất cả những cái chia sẻ của các anh chị để có thể tư vấn cho các anh chị một cái lộ trình học nó tốt nhất và phù hợp nhất với cái background của các anh chị. Như vậy thì có những người, mọi người cũng thường hay hỏi là học ACCA thì mất bao nhiêu lâu và như thế nào thì có thể học được ACCA. Thực ra thì ACCA cũng không có một cái quy định gì về việc là khả năng tiếng Anh của mọi người như thế nào, ở mức IELTS tương đương bao nhiêu thì để có thể học được ACCA. Thế nhưng mà nếu như các anh chị và các bạn lắng nghe cái phần chia sẻ của thầy Trung, tất nhiên là trong thời lượng có hạn thì thầy Trung sẽ không thể chia sẻ được quá là nhiều nội dung của chương trình học. Nhưng nếu các anh chị và các bạn thấy được những cái thuật ngữ chuyên ngành mà thầy Trung sử dụng ở trong cái phần chia sẻ của mình nó không quá là xa lạ thì có nghĩa là các anh chị và các bạn đã hoàn toàn có khả năng, đủ khả năng tiếng Anh để có thể theo học được rồi. Và nếu như khả năng tiếng Anh của mình vẫn còn cảm thấy một chút chới với thì Smart Train cũng sẽ có những cái hỗ trợ dành cho những người mà cái khả năng tiếng Anh mà mình chưa cảm thấy là mình có thể đủ tự tin để có thể theo học được. Thế còn học mất bao nhiêu lâu thì nó rất là khó để có thể trả lời. Có những người thì mất chỉ mất 1 năm rưỡi, nhưng thực sự là có những người cũng phải mất đến 2, 3, thậm chí là 5, 7 năm mới có thể hoàn thành được chương trình ACCA. Thực ra thì nghe thì có vẻ khó nhưng mà nó cũng rất là dễ hiểu phải đúng không ạ? Nếu như mà cứ ai học cũng đều có ACCA, vậy thì liệu cái văn bằng ACCA có còn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao đến như thế hay không? Và cái việc mà canh các chị hôm nay hơn 200 người đang ngồi tham gia và lắng nghe hội thảo như thế này tìm hiểu về ACCA thì đó cũng chứng tỏ đã là một cái bước đầu tiên rất là vững chắc để cho thấy là các anh chị đã bước ra được, đã dám gọi là stand out the crowd, chúng mình đã thực sự là tìm cách để có thể khác biệt với những người với cái đám đông còn lại để mình có thể thực sự là tỏa sáng và mình có thể có những cái cơ hội tốt hơn thì đó cũng đã là một cái tiền đề để cho mọi người hoàn toàn có thể theo học được chứng chỉ văn bằng ACCA rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là học ACCA thì học ở đâu? Chắc hẳn là nếu như mà chúng ta đều làm việc trong cái lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính là những cái lĩnh vực mà đòi hỏi những người tham gia có cái sự đòi hỏi là phải có tri thức và có những cái sự chính xác trong công việc rất là cao. Và chắc chắn là các anh chị cũng sẽ tìm hiểu rất là nhiều rồi là nếu mà chỉ lên Google thôi là học ACCA thì sẽ có thể ra rất là nhiều các kết quả khác nhau. Và là những học viên thông thái thì chắc chắn là các anh chị cũng sẽ tìm hiểu qua những cái đơn vị để biết được là cái chứng chỉ nào thì nó sẽ thực cái trung tâm đào tạo nào thì sẽ thực sự là phù hợp với mình. Vậy thì hôm nay Phương cũng sẽ hy vọng là giúp anh ấy chị đỡ đau đầu hơn một chút là mình hiểu hơn về cái hình thức đào tạo tại Smart Train để các anh ấy chị có thể đưa ra được một cái quyết định rất là thông minh và đúng đắn và phù hợp với bản thân của mình. Đầu tiên là nếu mà nói về giảng viên ACCA thì hôm nay các anh chị cũng đã được tiếp xúc với thầy Trung. Cũng giống như thầy Trung thì các giảng viên ACCA khác tại Smart Train họ đều là những người mà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế, cũng đã trải qua rất là nhiều những cái vị trí quản lý tại các công ty lớn và các tập đoàn đa quốc gia. Việc này rất là quan trọng và được đưa lên đầu tiên là tại vì thực ra thì ACCA mọi người hoàn toàn cũng có thể tự học được và tỷ lệ những cái người mà tự học đạt được kết quả tốt cũng không phải là ít. Thế nhưng mà khi các anh các chị đến tham gia một cái lớp học ở Smart Train thì thứ nhất là ngoài cái việc là mình được lắng nghe giảng viên chia sẻ về những cái tips làm thế nào để có thể vượt qua được bài thi một cách thuận lợi nhất, như là lúc nãy thầy Trung cũng có chia sẻ là chỉ những cái lỗi những cái vấn đề rất là nho nhỏ thôi nó cũng có thể làm cho cái câu trả lời đúng của mình trở thành sai.
chúng ta có thể được network, giao lưu với những cái người cùng học ACCA để tìm hiểu thêm về định hướng nghề nghiệp sau này của mình. Và quan trọng hơn nữa là với những cái kinh nghiệm làm việc thực tế thì khi mà tham gia các cái khóa học tại Smart Train ý, thì các học viên sẽ không chỉ học kiến thức để làm thế nào qua được bài thi, mà mọi người còn thực sự là tìm hiểu được cái kiến thức thực tế áp dụng ở những cái gì đang diễn ra ở trong doanh nghiệp và có thể hoàn toàn áp dụng được trong cái cuộc sống, trong công việc của mình ở sau này nữa. Ngoài ra thì những giảng viên giống như là thầy Trung cũng đã đều nhận được những cái khóa huấn luyện đào tạo từ ACCA để có thể hỗ trợ học viên một cách tốt nhất. Họ là những người thực sự là như thầy Trung nói là rất là nhiều, có ít nhất là đã từng phải có kinh nghiệm thực tế học những chứng chỉ đó rồi. Thầy Trung cũng đã học ACCA từ rất là lâu và bây giờ cũng đã là hội viên kỳ cựu của ACCA. Và cũng như thầy Trung thì các giảng viên khác họ cũng đã đều thực sự là phải trải qua những cái chương trình học về chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín. Họ cũng có những cái văn bằng khác như là thạc sĩ hay là tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng. Và trong cái quá trình rất là nhiều người làm chuyên môn giỏi nhưng cũng có thể là họ không biết cách thể hiện và không biết cách truyền tải cái những cái kiến thức của mình cho những người khác, thì chắc chắn đây cũng sẽ là một cái điểm mà các bạn khi học ở Smart Train thì các bạn sẽ cảm thấy rất là yên tâm với những giảng viên đã có nhiều năm kinh nghiệm. Họ có những cái, họ luôn luôn cố gắng tìm tòi để đưa ra được những cái phương pháp giảng dạy khác nhau, lôi cuốn và sinh động. Mặc dù là trong thời bối cảnh bây giờ thì rất là khó để chúng ta có thể lên lớp trực tiếp và network với nhau. Tuy nhiên thì như thầy Trung, các giảng viên khác cũng sẽ cố gắng tìm được những cái phương pháp, những cái hình thức khác để tăng cường được cái sự tương tác trong các lớp học thông qua Zoom. Ngoài ra ấy, thì Smart Train cũng có rất là nhiều những cái dịch vụ hỗ trợ dành riêng cho học viên của Smart Train. Khi mà các anh chị và các bạn đăng ký thi hay là tạo tài khoản hay là lập account, rồi trong quá trình mà mình học và thi sẽ có rất là nhiều các vấn đề phát sinh. Vậy thì các anh chị sẽ yên tâm là mình sẽ không phải đương đầu với tất cả những cái khó khăn đó một mình, mà đã có các bạn tư vấn và cũng đã có đội ngũ đông đảo của Smart Train hỗ trợ các anh chị. Đối với các bạn đang là sinh viên hoặc là vừa mới tốt nghiệp ra trường còn đang mông lung về cái cơ hội việc làm của mình, thì Smart Train cũng có một chuỗi các cái hoạt động về định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm dành cho các bạn. Các anh chị và các bạn cũng có nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh của một số những cái hoạt động mà Smart Train đã luôn cố gắng mang lại kết nối giữa sinh viên nhà trường với các đơn vị tuyển dụng, để các bạn có thể thực sự là tìm được tiếng nói chung, và các bạn sinh viên thì sẽ tìm được những cái nơi chốn mà phù hợp với năng lực và cái mong muốn của mình, và các nhà tuyển dụng cũng sẽ tuyển được những cái bạn sinh viên mà có năng lực rất là tốt. Smart Train cũng thường tổ chức những cái buổi chia sẻ về exam techniques để các bạn có thể vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi nhất. Lúc trước thì chúng tôi rất là vui khi mà tổ chức những cái buổi như thế này theo hình thức face to face, offline tại văn phòng hoặc là tại các trường đại học. Nhưng mà gần đây thì lâu lắm rồi chúng ta không được nhìn thấy nhau trực tiếp, đúng không ạ? Thì Smart Train cũng đang tiến hành những cái webinar tương tự như thế này để chia sẻ về các kỹ năng làm bài trong để có thể vượt qua được kỳ thi. Hoặc là những cái buổi chia sẻ về định hướng nghề nghiệp thì các bạn sinh viên và thậm chí là các anh chị nữa, các anh chị cũng quan tâm thì nhớ theo dõi trên kênh fanpage của Smart Train cũng như là newsletter của Smart Train để đừng bỏ lỡ những cái cơ hội như thế này để mình có thể đối thoại với nhà tuyển dụng để tìm hiểu xem là đâu sẽ là cái cơ hội nghề nghiệp phù hợp với mình làm việc ở đâu và mình làm việc trong cái lĩnh vực như thế nào. Ngoài ra thì Smart Train cũng sẽ có thư viện và phòng tự học để các anh chị và các bạn cũng có thể đến tham gia. Rất là mong là dịch sẽ sớm được kiểm soát ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để Smart Train có thể lại được đón tiếp các anh chị và các bạn đến tham gia những cái phòng học. Nếu như ở đây mà có ai chưa từng đến văn phòng Smart Train thì cũng xin giới thiệu với các anh chị và các bạn cái phòng học của Smart Train để mọi người cũng có thể nhìn qua, và một ngày nào đó cũng hy vọng là chúng ta sẽ có thể được gặp nhau trực tiếp ở đây. Nếu như mà mình đã quyết tâm rồi và mình tìm thấy là cái điểm đến của mình đây rồi, vậy thì mọi người cũng có thể nhìn kỹ được lại cái lịch khai giảng mà Smart Train đã dự kiến khai giảng để chuẩn bị cho cái kỳ thi sắp tới.
Thời gian học của các môn học thì khá là linh động và khá là flexible để phù hợp hơn với các bạn. Đa số hiện tại thì dự kiến khai giảng ở trong trong cái kỳ học tới ấy, thì Smart Trend vẫn đang có dự kiến là sẽ tổ chức một số lớp theo hình thức live learning, online live learning qua nền tảng Zoom để các bạn vẫn đảm bảo được an toàn cho các bạn và các bạn vẫn có thể tham gia được những kỳ thi sắp tới. Lịch học thì có thể là vào các buổi tối trong tuần hoặc là vào ngày thứ bảy chủ nhật tùy thuộc xem là các bạn muốn học môn gì. Một số bạn thì cũng có thể học một môn, tức là học từng môn một, học theo hình thức cuốn chiếu là chúng tôi học xong môn này mới học đến môn tiếp theo. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn và thực sự là những cái câu chuyện thành công của các bạn rồi, các bạn cũng có thể học hai ba môn cùng nhau một lúc để mình có thể hoàn thành được cái thời gian sớm nhất. Và nhất là trong thời điểm bây giờ khi mà hầu như là các hoạt động ở bên ngoài bị hạn chế hơn đúng không ạ, thì mọi người lại có dành được nhiều thời gian cho việc học hơn, và thì đây cũng chính là cái thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể tập trung vào việc upskill cho cái kỹ năng của mình. Trong tháng 10 sắp tới thì Smart Trend có lịch khai giảng của rất là nhiều các môn, kể cả các môn S và các môn P nữa. Vậy thì các anh chị và các bạn nhớ lưu lại cái lịch khai giảng này để tìm hiểu xem là cái môn mà mình dự kiến học sắp tới có khai giảng hay không và lịch học như thế này có phù hợp với mọi người hay không, để các bạn tư vấn của Smart Trend và ban tổ chức cũng sẽ có thể hỗ trợ được cho các anh chị và các bạn. Và để đồng hành cùng với tất cả các anh chị và các bạn trong mùa dịch này để chúng ta có thể có được những cái ưu đãi tốt nhất, làm thế nào để có thể vượt qua được, chúng ta đều biết là tình trạng bây giờ thì khắp nơi đều đang nói về việc khó khăn kinh tế đúng không ạ? Nhưng mà đầu tư cho giáo dục thì luôn luôn sẽ là một cái quyết định rất là đúng đắn và nó chắc chắn sẽ không làm mọi người phải thất vọng. Dù gì thì chúng ta người ta vẫn các thầy vẫn hay nói đùa là return on investment sẽ rất là cao đúng không ạ? Và Smart Trend cũng mong là sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người trong cái giai đoạn khó khăn như thế này thì có rất là nhiều ưu đãi về học phí dành cho các bạn. Ngoài ưu đãi chung về cái mức học phí như các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là cái mức phí ưu đãi cho riêng cho từng môn lẻ và có cả những cái với các bạn sinh viên thì chúng tôi cũng recommend là các bạn nên đóng chọn khóa. Tại sao lại phải đóng chọn khóa? Lý do thứ nhất hiển nhiên đó là bởi vì cái phần chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng hơn ấy nó là thể hiện được cái cam kết của mình đối với việc học một cái văn bằng, một cái chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế đúng không ạ? Nếu như chúng ta đóng lẻ môn thì có nghĩa là bản thân chúng ta cũng cảm thấy là chưa tự tin vào cái quyết định của mình đóng một môn trước thôi, mình học thử xem như thế nào đã. Vậy thì ngay từ đầu mình đã ngăn một cái cơ hội rất là lớn của mình rồi đúng không? Nếu như mà mình thể hiện được là mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều rồi và mình tin là đây là một quyết định sáng suốt, mình học ACJ và mình sẽ quyết tâm có được cái chứng chỉ này trong khoảng thời gian 1 năm hoặc 2 năm, vậy thì cái quyết tâm đấy được thể hiện bằng cách nào? Bằng cách là mình đã đăng ký ghi danh một cái khóa chọn khóa. Sản phẩm của Smart Train thì nó cũng giống như là các bạn ghép một cái bức tranh để gọi là puzzle, các bạn đã ghép tranh chưa ạ? Thì mỗi một cái sản phẩm, mỗi một cái chương trình đào tạo của chúng tôi như vậy thì sẽ mang lại cho các bạn một cái mảnh ghép và để các bạn có thể hoàn thành được cái bức tranh tổng thể của mình và từ đó thì các bạn có thể vẽ nên được một cái con đường sự nghiệp rất là thăng tiến tiếp theo. Và giảng viên của chúng tôi thì họ đào tạo không phải chỉ trong một mà trong rất là nhiều các chương trình đào tạo để có được cái sự tổng hợp về mặt kiến thức và chia sẻ cho các bạn những cái ví dụ thực tế để các bạn có thể hoàn thành được chương trình một cách tốt nhất. Sau hơn 12 năm thành lập thì Smart Train cũng rất là vinh dự đã cung cấp dịch vụ đào tạo cho hơn 20.000 học viên và hơn 1.500 các khách hàng doanh nghiệp ở trong toàn Việt Nam rồi, với hai cơ sở đào tạo chính, hai văn phòng chính là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một cái khoảng thời gian rất là tốt khi mà đối với những cái khóa học live learning thì Smart Train cũng có thể mở rộng được đối tượng khách hàng của mình được tới các bạn sinh viên, các anh chị đang đi làm ở tại những cái tỉnh thành khác. Để mọi người cũng có thể cùng nhau cập nhật kiến thức và cùng nhau tiến bộ hơn và chúng ta sẽ cũng có những cái cơ hội việc làm tốt hơn. Và đây là logo của một vài những cái doanh nghiệp mà đã cử nhân viên đi học hoặc là các học viên của Smart Train sau khi đã tốt nghiệp các cái chương trình đào tạo thì mọi người cũng đã tìm được cơ hội việc làm ở đây. Các anh chị và các bạn có thể thấy ở đây thì cái đối tượng
các cái doanh nghiệp ấy cũng nằm ở rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Đó có thể là khối các công ty kể kiểm toán, khối ngân hàng, các tổ chức tài chính, hoặc là kể cả các công ty MNC nằm ở trong các lĩnh vực FMCG. Và đây cũng sẽ là một cái tương lai dành cho các bạn nếu như các anh chị đang làm ở đây, và mình cũng có cái cơ hội để có thể đi đến những cái chứng chỉ khác, những cái điểm đích đến khác, thì đây cũng sẽ là một cái điều rất là tốt. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn cũng đã lắng nghe phần chia sẻ, và rất mong là mọi người cũng có thể đưa ra được những cái quyết định chính xác, thông minh, và có thể đây cũng sẽ là một cái điểm khởi đầu để chúng ta có thể có một cái lộ trình công việc sắp tới nó suôn sẻ hơn và thành công hơn. Xin cảm ơn.